Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, một nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn AP đã chụp được thời khắc quả tên lửa của quân đội Israel giáng xuống một tòa chung cư ở thủ đô Beirut của Liban ngày 22 tháng 10. Khoảnh khắc tên lửa Israel đánh sập tòa nhà cao tầng ở Beirut. Cuộc tấn công diễn ra khoảng 40 phút sau khi một phát ngôn viên quân đội Israel đăng cảnh báo bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội, thông báo cho người dân trong và xung quanh hai tòa nhà ở ngoại ô phía nam Beirut rằng họ nên sơ tán khỏi khu vực. Nhiếp ảnh gia Bilal Hussein cho biết, tôi nghe thấy tiếng tên lửa rít lên hướng về phía tòa nhà và sau đó tôi bắt đầu quay phim. Những hình ảnh mà ông chụp được cho thấy mức độ chính xác đến rợn người của vũ khí tối tân cũng như sức tàn phá của chiến tranh hiện đại. Israel cho biết những tòa nhà này nằm gần các lợi ích của phong trào Hezbollah ở Liban. Theo thống kê của hãng thông tấn AFP, các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến ít nhất 1.489 người thiệt mạng ở Liban. Chính quyền Liban cho biết cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người dân nước này phải sơ tán, với hàng nghìn người vượt biên sang nước láng giềng Syria. Hezbollah tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán khi đang có giao tranh, đồng thời yêu cầu Israel chịu trách nhiệm về sự an toàn của những thành viên Hezbollah đang bị giam giữ. Ngày 22 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán khi đang có giao tranh, đồng thời yêu cầu Israel chịu trách nhiệm về sự an toàn của những thành viên Hezbollah đang bị giam giữ. Tại cuộc họp báo ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban, tránh văn phòng truyền thông Hezbollah, ông Mohamed Baker-Galibab thừa nhận chính lực lượng này đã tiến hành vụ tấn công ngôi nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Phía Israel cho biết thiết bị bay không người lái UAV đã nhắm vào dinh thự của ông Netanyahu vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Mặc dù Thủ tướng Israel vắng mặt tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, song ông cáo buộc đây là âm mưu sát hại Hezbollah và gọi đó là sai lầm nghiêm trọng. Trong khi đó, Israel kêu gọi người dân tại một vùng ngoại ô phía nam của Beirut sơ tán trước chiến dịch quân sự nhằm vào các vị trí của Hezbollah tại khu vực này. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của quân đội Avichai Andrei công bố bản đồ hiển thị hai tòa nhà sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Theo đó, kêu gọi người dân tại đây cũng như khu vực lân cận lập tức di chuyển xa ít nhất 500 m. Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào một căn cứ quân sự của Israel để bày tỏ tinh thần đoàn kết với phong trào Hezbollah tại Liban và Hamas tại Gaza. Thưa quý vị, đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban, kể từ ngày 1 tháng 10 có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, chỉ trong vòng 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahieh, phía nam thủ đô Beirut của Liban tối 21 tháng 10. Bộ Y tế Liban thống kê ít nhất 4 người, bao gồm một trẻ em đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi IDF oanh tạc một khu định cư gần bệnh viện công Rafic Hariri lớn nhất Beirut tối cùng ngày. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 m khỏi một số địa điểm nhất định tại Dahieh, bao gồm cả bến tàu ở Uzayeh, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Uzayeh bắt đầu sơ tán khỏi khu vực. Chỉ 2 giờ trước đó, IDF thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu $100 million tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Harees Huray ở Dahieh. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Hezbollah hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin do Israel công bố. Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Liban này. CNN trích dẫn một thông điệp do ông Katz đăng tải hôm 21 tháng 10 trên mạng xã hội X nhấn mạnh Beirut chìm trong biển lửa, những đám cháy lớn thấy rõ ở phía trên thủ đô Liban khi hơn 15 tòa nhà bị tấn công. Sau khi cảnh báo sơ tán được gửi đến người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục tập kích lực lượng ủy nhiệm của Iran cho đến khi nhóm sụp đổ. Giao tranh đang tiếp diễn ác liệt ở miền nam Liban. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban NNA, quân đội Israel đêm 20 tháng 10 đã tiến hành ít nhất 11 vụ không kích ở vùng ngoại ô phía nam Beirut gần sân bay quốc tế Rafic Hariri, nhiều chi nhánh của ngân hàng Al-Qard Al-Hassan liên kết với Hezbollah đã bị nhắm trúng. Kênh truyền hình Almana có liên hệ với Hezbollah cho hay Al-Qard Al-Hassan là một tổ chức tài chính phi lợi nhuận được thành lập năm 1983, chuyên cung cấp các khoản vay không tính lãi nhằm giúp xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng người Hồi giáo Shiite. Al-Qard Al-Hassan vừa đưa ra một tuyên bố chế giễu động thái của Israel gọi những vụ tấn công vào các chi nhánh của ngân hàng này trong đêm 20 tháng 10 là sự phá sản của lực lượng thù địch và sự cạn kiệt khả năng chiến đấu chống các mục tiêu quân sự nên chuyển sang tập kích các mục tiêu xã hội. Al-Qard Al-Hassan khẳng định kể từ khi bắt đầu xung đột, ngân hàng này đã thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ lòng tin của người dân và cứu mạng họ. Vì vậy, tiền mặt tại các chi nhánh của họ đều không bị tổn hại gì trong đợt không kích mới của Israel. Các hãng tin quốc tế như BBC thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập thông tin trên. Sau ít ngày tiến hành tấn công cầm chừng, phong trào Hezbollah ở Liban đang đẩy mạnh các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chiến đấu chống lại lực lượng chiếm đóng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết ngày 20 tháng 10, nhóm vũ trang Liban phóng hơn 200 quả tên lửa tấn công khu vực phía bắc Israel, là ngày Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tuần qua. Đợt bắn phá ác liệt nhất diễn ra vào hồi trưa với khoảng 70 quả tên lửa tấn công khu vực Tây và Thượng Galilee. Trước và sau đợt tập kích này, Hezbollah tiến hành nhiều cuộc bắn phá quy mô lớn nhỏ vào Galilee, thung lũng Jeri, thành phố cảng Haifa và một khu vực khác ở phía bắc Israel. Các cuộc tấn công của Hezbollah không gây thương vong, song làm bùng phát một số đám cháy lớn cùng một số thiệt hại khá nghiêm trọng. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa phóng loạt vào một căn cứ của quân đội Israel ở phía đông của thành phố Safed. Hezbollah khẳng định cuộc tấn công nhằm bảo vệ Liban, đồng thời đáp trả các cuộc đánh phá của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào các ngôi nhà và làng mạc của người Liban. Ở chiều ngược lại, không quân Israel mở nhiều đợt oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả thung lũng Bekaa, ngoại ô thủ đô Beirut và phía nam Liban. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã yêu cầu dân cư tại ít nhất 22 khu vực ở Liban phải di rời để tránh bị tổn hại bởi các cuộc không kích. Trong khi đó, một nguồn tin Liban đêm qua cho biết máy bay chiến đấu Israel đã tập kích một vị trí gần sân bay quốc tế Beirut, cảng hàng không duy nhất còn hoạt động tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sân bay Beirut phải đóng cửa, đồng nghĩa với hoạt động hàng không tại Liban lâm vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 18 tháng 10, ông Khalil Hayya, một quan chức cấp cao của Hamas đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ông Hayya tuyên bố thủ lĩnh Sinwar đã hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp giải phóng của chúng ta và mô tả cố thủ lĩnh của nhóm là một người kiên định, dũng cảm và gan dạ. Ông ấy đã kết thúc cuộc đời mình trong tư thế dũng cảm, ngẩng cao đầu, cầm súng, bắn cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ông Hayya tuyên bố cái chết của thủ lĩnh Sinwar sẽ càng làm tăng thêm sức mạnh và khả năng phục hồi của Hamas. Quan chức Hamas nhấn mạnh lực lượng Hamas sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến khi thành lập nhà nước Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Palestine với Jerusalem là thủ đô. Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Masan đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng Hamas ở Gaza, thay thế cho ông Yahya Sinwar. Ông Masan đã đảm nhận vị trí quyền thủ lĩnh Hamas và đang phụ trách liên lạc với các bên chính, tham gia đàm phán về trả tự do cho con tin người Israel. Ban lãnh đạo lực lượng Hamas nhấn mạnh rằng, sau cái chết của ông Sinwar, các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ ngày càng khó khăn hơn. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohamed Baker-Galibab cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Pháp để thực hiện một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah, kêu gọi biến khu vực biên giới phía nam Liban thành vùng phi quân sự thay vì toàn bộ đất nước. Ngay sau đó, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho rằng những phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran là một sự can thiệp rõ ràng vào các vấn đề của Liban. Ông Mikati bày tỏ ngạc nhiên trước phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cho rằng đây là một nỗ lực nhằm thiết lập sự giám hộ bị từ chối đối với Liban. Ông cho rằng một cuộc đàm phán như vậy là đặc quyền của nhà nước Liban. Ông Mikati cũng yêu cầu Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabis triệu tập đại biện lâm thời Iran tại Beirut. Reuters bình luận đây là lời chỉ trích hiếm thấy của Liban với Iran, đặc biệt trong bối cảnh Iran hậu thuẫn cho Hezbollah, nhóm vũ trang mạnh mẽ ở Liban và hiện đang giao tranh với quân đội Israel dọc theo biên giới phía nam của Liban. Lực lượng Hezbollah ở Liban mới đây tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 55 lính Israel kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF bắt đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban cách đây hơn 2 tuần. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định các tay súng của lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công chất lượng, và hiệu quả nhằm vào các đơn vị Israel đang tham gia chiến dịch bộ binh ở Nam Liban. Theo đó, các chiến binh Hezbollah đã hạ sát tổng cộng 55 lính Israel và khiến hơn 500 binh sĩ, sĩ quan khác bị thương. Hezbollah cũng tuyên bố bắt đầu chuyển sang một giai đoạn leo thang mới chống Israel, song không cho biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.